Bạn xin lỗi vô bay vô người xem nè, lỗi tất cả mọi người. Hey, quan cảm ơn mọi người đã có nhìn vị trí Nam Phương TV, lại là Hào đây. Và cái này không chắc có lẽ là không có nằm trong script mà ban đầu Hào bàn, nhưng mà nhất định thì Hào phải khoe đôi giày mới mua cho mọi người, giày Converse đế rất là cao, cao hơn hẳn 10 phân luôn á. Rồi ok, giờ vô công chuyện chính nè. Đó thì hôm nay Hào có hai chai nước hoa, đó là từ thương hiệu MCM. Và năm ngoái thì Hào cũng đã có review cho mọi người chai MCM bản gốc đầu tiên luôn rồi. Và mùi hương á thì nói chung Hào không hiểu quá xuất sắc, chỉ mọi người mua vì cái packaging mà dễ thương của tê thiệt. Nhưng mà hôm nay nhân vật chính sẽ là phiên bản Ultra ha, MCM Ultra. Thì Hào sẽ cho mọi người biết cảm nghĩ của Hào về mùi hương này như thế nào, và sau đó Hào cũng sẽ đi phỏng vấn một vài member của team marketing Number Film xem thử mọi người sẽ đánh giá như thế nào về mùi hương này nha. Nên vô công chuyện, let's go. Ok, và bây giờ trước tiên nói về phần packaging đó, thì mọi người cũng sẽ thấy cái màu sắc nó sẽ có phần nhạt đi, nói chung là kiểu màu gold hả? Cái này nó tính là màu gold không anh? Gold nhạt đúng không? Nói giờ gold khá là nhạt, nhưng mà nếu mà lựa chọn á, thì Hào biết cái chai này, cái màu này sẽ là màu signature của những cái túi của MCM. Nhưng mà thật ra Hào nhìn cái màu này nó hơi nhợt nhạt nhưng mà lại thích hơn. Còn nói về mùi hương á, thì Hào thấy hai mùi lần này sẽ rất là khác biệt nha. Nhưng mà cái tông chính của nó Hào nghĩ là vẫn là cái thiên hướng đó là floral và fruity. Nhưng mà một bên thì nó sẽ có phần ngọt hơn, và đó chính là phiên bản MCM Ultra. Còn cái phiên bản đầu tiên MCM á, thì Hào thấy nó sẽ mùi trái cây nè, rất là tươi. Nói chung là một cái mùi trái cây tổng hợp kèm với lại những hương hoa khá là nhẹ. Nhưng mà Hào vẫn nghĩ là cái mùi fruity, mùi trái cây nó sẽ predominant hơn, nói chung là nó nổi trội hơn. Và tới em này á, thì mùi ngọt nhiều hơn nè, nó có mùi apricot hay là trái mơ, có mùi hương hoa huệ, hoa nhài. Đặc biệt hay không thì chắc chắn là không, nói thẳng luôn, đó chính là nó giống với lại chai Carina Good Girl, Carina Herrera ha. Mặc dù nó mang cái vibe giống với lại Good Girl, nhưng mà nó sẽ tươi hơn, nó sáng hơn. Cho nên nói về phần mùi hương á, thì cũng tương tự như bản cũ thì Hào sẽ không ấn tượng mấy ha, nhưng mà nói chung ở mức ok, dùng được và tạm chấp nhận được. Và đó là nói về phần mùi hương. Còn nói về độ bám tỏa, Hào thấy em này tỏa mùi cũng khá là ổn, nói chung ở mức tầm trung bình cho đến tốt, tầm khoảng một cánh tay tới một cánh rưỡi tay thì mọi người sẽ nghe mùi được. Ok, và đó là những gì Hào nghĩ về chai nước hoa này ha. Nói chung chấm điểm thì Hào có lẽ sẽ cho tầm khoảng 6.5 cho tới 7 điểm. Còn member của Number Film sẽ nghĩ sao? Đó, hít một sâu vào. Ban đầu là Hào tính là chỉ là phỏng vấn anh em ở trong Nam Bộ Phim thôi, bởi vì nhưng mà Thảo nó năn nỉ quá và là Hào không có coi Thảo là con gái, cho nên thôi mình xem là anh em đồng nghiệp luôn ha. Thì nếu mà chọn giữa bản gốc và là bản MCM Ultra thì mình lựa mùi nào? Bữa review thì cũng có nói rồi là nếu mà chọn thì đương nhiên là sẽ chọn mùi mới. Vậy là thích màu mới là bởi vì nó đẹp hơn hả? Không, chỉ cần mới là thích mùi ngọt nha. Cái này là của bản nữ cho nên là nó phù hợp với Thảo, nó nữ tính, nó ngọt, nó cũng gu là thích. À đúng rồi, mùi ngọt, nhưng mà đúng là mày có thấy nó giống Good Girl không? Không. Good Girl đậm hơn, nó kiểu nó hơi tối hơn, còn cái mùi này nó sáng bừng luôn á. Sáng hơn cái mặt mày luôn. Mày nghĩ sao cái mùi này giống Good Girl chỗ nào? Thì tao nói là giống nhưng mà thì không có giống hoàn toàn. Thì mày nói giống nhưng mà tao đã nói là không có giống, mày đừng có hỏi nữa, mắc cười quá. Giờ ngửi hai mùi này, MCM với lại MCM Ultra thì thích cái nào hơn? Kéo một hơi luôn. Hai cái mùi này là 1 9 1 10. Đồ nào chính là mùi, không nói giùm luôn đi trời. Từ từ, em đang cảm nhận. Nếu mà tặng bạn gái thì em sẽ tặng mùi nào? MCM hả? Theo em thì em sẽ tặng chai Didina. Cái gì vậy? Em hỏi MCM mà. Ôi dạ. Nếu mà tặng thì em sẽ tặng cho Ultra. Là sao? Hồi nãy bạn nói mà thích chai MCM bạn gốc hơn, mà tại sao lại tặng Ultra? Em thích là một chuyện, còn bạn của em thích là một chuyện. Là do cái MCM á, MCM là for men với for women luôn, là nó ghi là unisex. Nhưng mà chị thấy cái mùi nào có unisex không? Team này mùi kỹ ghê luôn á. Rất là chất lượng, nó giống là những cái người khách rất là chân thật. Thiên nữ hơn thì Ultra. Tại vì như nó có tông hoa nhiều. Vậy nếu mà thích đó, chọn một trong hai thì bạn sẽ chọn chai nào? MCM. MCM bằng gốc. Đúng rồi. Đấy là để dùng đó hả? Còn cái này nó hơi nhiều hoa và cảm giác mấy bạn nữ xài thì cũng sẽ hơi kén, chứ không phải là ai cũng xài mùi này. Vậy là Ultra thì nó sẽ già hơn tí, còn MCM trẻ hơn. Đúng rồi. Okay. Thank you BT. Vậy nếu mà tặng thì mình sẽ tặng chai nào? Cho người yêu sắp có. Có đâu mà. Cái này Ultra nè. Thích hơn hả? Tại vì nó nhiều hoa hơn. Chai MCM này nó hình như là quả nhiều. Để nghiền cho nó sang. Trái cây. Vậy trứng hay gì? Tầm khoảng bao nhiêu tuổi để xài được chai Ultra đó? Trên 20, còn cái này từ 20 trở xuống. Khá là đúng ý với tao với lại Hà, đó là nói chung là tầm khoảng 20, 23 tuổi trở lên thì xài được. Nó to rõ nha, thích mùi nào hơn nha? Thích mùi Ultra hơn. Vậy hả? Sao vậy? Nó nhẹ hơn, cảm giác nó nhẹ hơn thằng MCM nha. Chị thấy cái mùi Ultra nó dễ hơn, nó dễ vô hơn. Tại vì... Đậm vào chân. Ấy là thấm vào người, ấy là đúng rồi. Động trong người. Có một chút cá tính thôi. Cá tính. Nhưng mà nhẹ thôi nha, cá tính không phải là cá tính quá, mà nó vừa vừa thôi. Hợp
lý quá ta, xinh quá ta. Xinh hơn. Xinh, đó. Xinh. Người bên cạnh sẽ biết thích cái gì và thích mà màu nào, bản nào rồi nha. Rồi, thank you chị. Đây là Bảo thuộc team IT của Nam Phim ha. Lâu lâu rồi mới bay qua phỏng vấn được team IT. Cả hai mùi đều cuốn. Nếu mà em thích thì thích mùi chè hơn. Kiểu nhẹ nhàng, cái nó dễ chịu hơn. Ừ, vậy nếu mà mua để tặng bạn gái thì em có tặng chai Ultra đó không? Nếu là đủ điều kiện thì em sẽ mua. Khi mà bạn gái mà xịt cái mùi này lên thì cảm giác sẽ như thế nào? Chắc là sẽ ngon hơn. Sao? Sẽ sao? Sẽ ngon hơn. Ngon hả? À, ngon là sẽ ăn là sơi đồ đó. Hồi nãy giờ Hào đã phỏng vấn một vài người của team Number Film rồi ha. Nói chung cũng có người thích MCM, nhưng mà đa phần Hào thấy nó sẽ cái tỷ số nó sẽ nhỉnh hơn về phía MCM Ultra. Còn nếu mà bạn thật sự thích thử cái packaging và muốn sưu tầm á, thì mọi người vẫn có thể thử qua em này. Riêng Hào thì Hào sẽ không recommend. Và mọi người nghĩ sao? Đã thử qua chai này chưa thì hãy comment cho Hào biết nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe kênh YouTube Number Film TV để đừng quên xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.